Lực sĩ thể hình làm giật mình nhiều fan, 70 tuổi cơ bụng 6 múi tuyệt đỉnh. Nếu ngại tập luyện vì cho rằng mình đã khá nhiều tuổi, hãy nhìn tấm gương của Bill Henkick, 70 tuổi, vẫn cơ bắp miệng chê. Bill Henkick không phải lực sĩ thể hình chuyên nghiệp, nhưng tên tuổi của ông được hàng vạn người yêu thích thể hình biết đến khi quyết tâm thay đổi bản thân khi đã nhiều tuổi. Thời điểm 50 tuổi khi cơ thể trở nên rệu rã, ông tìm đến với thể hình. Đó là bước ngoặt cuộc đời ông, giúp ông có được cơ bắp cường tráng khi đã tuổi 70. Đến phòng tập thể hình 6 lần trên tuần, thực hiện những bài tập đều đặn, cũng như kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, người đàn ông 70 tuổi sở hữu khối lượng cơ bắp đáng kinh ngạc. Henkick có cơ bụng cực đẹp, 6 múi nổi rõ, bên cạnh đó có cơ lưng, vai, ngực đẹp, đúc quân. Người đàn ông đáng tự hào của làng thể hình nước Mỹ nói, một cách công bằng, điều bạn nên biết là không bao giờ là quá muộn để đến với phòng tập thể hình. Đây là cơ hội để bạn trở thành người khác. Hiện tại trên mạng xã hội, Henkick có hơn 30.000 để theo dõi trên Instagram. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện cùng cơ bắp cuồn cuộn của ông. Và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym tại nhà cũng như một số dụng cụ cơ bản, hãy click đường link dưới mô tả nhé. Xin chào, hẹn lại các bạn ở những video lần sau. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt, no, we can't turn back now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out, we got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now.